chương 451, một mình đấu đi, thần thương thủ. Đánh này nửa độ loại chuyện này, Hoàng Thiếu Thiên đều có thể hướng nước Mỹ đội chỉ ra, Trung Quốc đội càng không thể không làm phòng bị. Mà loại này cơ bản chiến thuật phối hợp, thậm chí đều không cần Trương Tân Kiệt nhắc nhở, các tuyển thủ tự nhiên mà vậy liền sẽ làm được. Bước lên cầu đá lúc sau, giả dạ Vũ Thanh phiền trường kiếm xông vào Trung Quốc đội phía trước nhất, mà Trương Gia Nhạc bách hoa liễu loạn, thì tại kiếm thánh còn không có vọt tới đầu cầu phía trước, liền vì hắn mở ra bảo hộ làng đạn. Hỏa nỏ tiễn, bóng ma nhảy lên. Nước Mỹ đội đạo tặc cùng ma đạo học giả đồng thời đánh ra một chuỗi dấu chấm than. Sáng lạng quần sáng dưới, chiến đấu tặc hoàn toàn thấy không rõ lắm, hắn thiết hạ bẫy rập là bị vòng qua đi, vẫn là bị hủy đi, mà ma đạo học giả. Dán ở huyệt động phía trên ma đạo học giả, xúc đủ sức lực đảo qua đem chụp được đi, vừa lúc cây chổi ở quần sáng, đầu ở quần sáng ngoại. Thủ hạ trống rỗng, trước mắt một mảnh sáng bạch, gì đều nhìn không thấy. Nhưng là, bọn họ bên này đối kháng, luận kịch liệt trình độ, đều so ra kém suối nước trung hang động khẩu hai vị thần thương thủ chi gian đối chiến cho dù là phụ trách hiện trường truyền phát tin cùng màn hình lớn các thi đấu phương cũng ở tỏa định hai bên chủ lực giao chiến hình ảnh rất nhiều nhịn không được cắt ra một cái phân màn hình chuyên môn truyền phát tin nhất thương xuyên vân cùng đánh nát sao trời hai vị đứng đầu thần thương thủ đối kháng phanh 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 tiếng súng chấn động vách đá chu trạch dây hết sức chăm chú mà nhìn chầm chầm trên màn hình nhanh chóng lùi lại động bích nghe tiếng súng trong lòng yên lặng tính toán hai bên khoảng cách, còn có 30 cái thân vị cách, 28 cái, 25 cái. Động bích gập ghềnh, đường nhỏ lẫn vẫn, lớn lớn bé bé huyệt động một cái bộ một cái. Mỗi nã một phát súng, truyền đến tiếng vang tầng tầng lớp lớp, ít nhất có 5-6 vang. Càng không cần phải nói hiện trường đồng thời có ba cái tay súng ở tham dự xạ kích, gấp ba chồng lên tiếng vang, đủ để ở màn nhĩ giảo thành một cuộn chỉ rối. Thay đổi tiêu chuẩn thiếu chút nữa tuyển thủ, đừng nói nghe thanh biện vị, liền đối phương khai mấy thương đều phân không rõ ràng lắm cũng chính là chu trạch giai như vậy kinh nghiệm phong phú mùa giải trước mặt lại riêng luyện qua hang động đá vôi đồ thần thương thủ mới có thể tại đây một mảnh hỗn loạn giữa chuẩn xác mà phân rõ ra đối phương vị trí tiến lên tốc độ thậm chí sử dụng chính là bình thường công kích vẫn là nào một loại kỹ năng công kích còn có 22 cái thân vị cách chu trạch giai nhắc tới toàn bộ lực chú ý thần thương thủ tốt nhất công kích khoảng cách ở 15-20 cái thân vị cách nhưng là cũng hoàn toàn không đại biểu 22 cái thân vị cách liền đánh không đến chẳng qua trước mắt con đường vừa lúc quải cái công, 15 cái thân vị cách nội, ai cũng nhìn không thấy ai. 21, 20, 19 Chu Trạch dai ngón tay nhẹ điểm. Trên màn hình, nhất thương xuyên vân phong giống nhau mà toàn qua thân mình, khoanh tay ở phía sau, phi thương đi tới. Bối thân phi thương. Trên sân thi đấu vang lên một mảnh kinh hô. Ngoại quốc khán giả ở kêu to, mà Trung Quốc khán giả, lấy lớn hơn nửa nhiệt tình ở hò hét, ở hoang hô. Hai ngày phía trước, bọn họ đều xem qua đánh nát sao trời bối thân phi thương, xem qua vị này nước mỹ thần thương thủ lấy như thế không thể tưởng tượng phương thức ở đánh với tô một tranh thời điểm nỗ lực đoạt ra ưu thế mà hai ngày lúc sau ở nước mỹ đội sân nhà đoàn đội tái thượng trung quốc đứng đầu thần thương thủ cũng lấy ra loại này có thể nói vô cùng kỳ diệu thao tác thấy được không có chúng ta không thể so ngươi kém đây là chúng ta thương vương khán giả ở hò hét phan lâm cũng ở kinh ngạc cảm thán chu trạch giai cư nhiên ở dùng bối thân phi thương phương thức đi tới vì sao đối phương thần thương thủ dành trước nổ súng chu trạch giai cư nhiên ở đoàn chiến ngay từ đầu liền dùng loại này tiêu hao cực đại thao tác phương thức mà đối phương đối phương cũng là giống nhau ở ánh sáng ảm đạm trong nham động ở hai bên ai cũng nhìn không thấy ai chuyển biến chỗ hai cái thần thương thủ lấy ra giống nhau như đúc đứng đầu thao tác một khẩu súng về phía sau xạ kích một khắc khẩu súng ở cao tốc tiến lên trung không chút sức mẻ chặt chẽ chỉ định phía trước đoàn chiến vừa mới bắt đầu cứ như vậy cao cường độ mà áp bức chính mình chỉ vì đoạt ở đối thủ trước mặt khai ra một thương. Bang bang, bang bang, bang bang. Tiếng súng, hai bên càng dựa càng gần. Thực tế ảo hình chiếu, màn hình lớn bên cạnh phân bình thường, TV tiếp sóng, Internet tiếp sóng riêng cắt ra tiểu trên màn hình. Khán giả nhìn nhất thương xuyên vân cùng đánh nát sao trời, tựa như nhìn đặt công tảng lớn thượng từng người cầm súng, sắp chạm vào nhau hai gã đứng đầu đặt công, đại khí cũng không dám xuyển một ngụm. 18 cái thân vị cách, 17, 16. Lập tức muốn mặt đối mặt còn kém một bước, chỉ kém một bước, hai bên là có thể trạm thượng một cái thẳng tắp. đến lúc đó, thần thương thủ cùng thần thương thủ chi gian quyết đấu, liền phải bắt đầu. Phanh. Viên đạn bay vụt. Nhất thương xuyên vân hơi hơi lắc mình. Viên đạn đi ngang qua nhau, đánh hướng vách đá, nhất thương xuyên vân tất bước, về phía trước, nhắm chuẩn. Bang. Viên đạn đảo chiếc mà hồi. Màu trắng áo gió thượng bính khai một đóa nho nhỏ huyết hoa, nhất thương xuyên vân động tác đương trường một đốn. Mà đối diện, đánh nát sao trời đã một bước bước ra, viên đạn như bão tố, bay vụt mà đến. Ai nha? Trên khán đài, Thư Khả Di, Thư Khả Hân hai tỷ muội bật thốt lên kêu sợ hãi. Lại đi phía trước một loạt, Liễu Phi cũng cầm lòng không đậu mà kêu lên tiếng, một bên kêu, một bên còn duỗi tay đi lay động ngồi ở bên người nàng, đều là thần thương thủ lý tế. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Tương hướng mà đi, giống nhau như đúc bối thân phi thương, lại là đối phương trước nổ súng, trước mệnh trung. Chẳng lẽ, là đối phương kỹ cao một bậc. Chu Trạch Giai, liền không thể sớm một chút nổ súng sao. Lý Tế bị nàng diêu đến trước sau loạn hoảng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Lại qua đi hai cái vị trí, phương sĩ Kim lại hướng bên này lại gần một dựa, thản nhiên mở miệng. Hắn không có biện pháp. Chẳng sợ giải nghệ ba năm, vị này ngày xưa trị liệu chi thần, ánh mắt cũng còn ở cho thấy ba năm thời gian, phương sĩ Kim chưa từng có vong tình với Vinh Quang, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi. Khi một thương là ở trên tường bắn ngược mệnh trung tiểu chu không quen thuộc bản đồ chi tiết nham thạch vôi cấu thành động bích không trôi chảy gập ghềnh nước mỹ thần thương thủ đã mấy chục lần hơn trăm lần mà chạy qua này trương bản đồ cố tình nghiên cứu quá có thể lợi dụng chi tiết cho nên có thể ở không thể trực tiếp mắt nhìn động bích tiền đề hạ lợi dụng bắn ngược một thương mệnh trung nhưng mà chu trạch dai, cũng không biết đối thủ bên người động bích là cái gì hình dạng không phải chu trạch dai không đủ cường cũng không phải chu trạch giai lực chú ý không đủ tập trung nổ súng mới chậm một lát đây là sân nhà ưu thế. Này, Liễu Phi cau mày. Đối phương thần thương thủ đã lấy được trước tay, như vậy xạ kích áp chế hạ, Chu Trạch Giai muốn như thế nào phá cục. Vọt tới trước, đối công, cùng đối phương thay máu sao? Một bước chậm, từng bước chậm, ở đối phương đã lấy được trước tay dưới tình huống, tùy tiện thay máu, tổn thất chỉ có lớn hơn nữa. Hai đại chiêu, đánh gãy đối phương thế công. Làm không được. Thần thương thủ đại chiêu nhìn như thúng phát, nhưng là, này chỉ là, nhìn như càng là đại chiêu càng là yêu cầu chuẩn bị thời gian, yêu cầu yểm hộ, yêu cầu trải chăng. Ở đối phương, một vị đồng dạng đứng đầu thần thương thủ nghiêm mật trong coi hạ, muốn khai ra đại chiêu, một kích hòa nhau cục diện, nào có dễ dàng như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liễu Phi nhíu mày, Thư Khả Di, Thư Khả Hân nhíu mày, Tần Mục Vân nhíu mày. Trên khán đài, sở hữu thần thương thủ, sở hữu thương hệ tuyển thủ, lặng ngắt như tờ, đau khổ suy tư. Chương 452, ta chỉ cần một thương huyết hoa vẫy ra, màn hình hơi chấn. Nhất thương xuyên vân công kích bị đánh gãy, đối phương thần thương thủ đạn vũ, đổ ập xuống, bắn nhanh lại đây. Chu Trạch Gai không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào màn hình, bình tĩnh tâm hồ trung, nửa điểm gợn sóng không dậy nổi. Phát ly chủ lực, một mình về phía trước, mục đích của hắn là cái gì? Là cùng đối phương thần thương thủ một trọi một một mình đấu sao? Là, tranh đoạt thế giới vinh quang liên minh, để nhất thần thương thủ danh hào sao? Vui đùa cái gì vậy? Mục đích của hắn, Trương Tân Kiệt phái hắn ra tới chiến thuật mục đích là đem nước Mỹ đội thần thương thủ lôi kéo ở chỗ này, tránh cho tên kia tới lui tuần tra ở chiến trường ngoại duyên, ở phức tạp địa hình trung xuất quỷ nhập thần, cấp Trung Quốc đội mang đến suốt kỳ bất ý thương tổn. Cho nên, chỉ là một lần giao thủ, tạm thời thất lợi, có cái gì cùng lắm thì. Chu Trạch Giai vững vàng mà gõ bàn phím. Viên đạn đang xen quỷ đạo, ở thương vương thâm hắc đồng tử đang chéo thành võng. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Một thương. Hắn chỉ cần một thương một thương cơ hội, đối phương bắn thất, hắn bắn trúng, đem thế cục hòa nhau tại chỗ, sau đó, liền có thể quy mô tiến công, đem đối phương chặt chẽ dính vào chỗ cũ. Chính là, này một thương cơ hội, như thế nào sáng tạo? Nhất thương xuyên vân hoành lược. Xả kích khống chế năng lực cũng không như cận chiến như vậy cường đại. Viên đạn đánh ra độ cung dày đặt lại ngắn mũi chẳng sợ không ngừng bị đánh trúng, cũng không ảnh hưởng nhất thương xuyên vân di động năng lực. Mà thông đạo bản thân tự mang độ cung, hai bên lại đều là nhô lên nham khối hoặc san sát mang đá, nhất thương xuyên vân hướng vào phía trong sườn một phát, lập tức, liền biến mất ở đánh nát sao trời tầm nhìn giữa. Sau đó, nhất thương xuyên vân nâng thương, bắn nhanh. Động bích độ cung chặn hai bên ánh mắt. Nhưng là này đối chu trạch dai đã không còn cấu thành trở ngại, hoang hỏa toái sương phục lên xuất đạo nói ánh lửa, nương phía trước đối đánh nát sao trời bên người động bích quan sát, viên đạn bắn ra, bắn ngược, đánh trúng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một. Hai. Ba. Chu trạch dai yên lặng mà đếm mệnh trung số lần cách lâm cơ thương, thương hệ cấp thấp kỹ năng, tiêu hao thiếu, công kích tầng thứ dày đặc. Suốt một thoi đạn, ở trên vách tường bắn ngược lúc sau mệnh trung bốn phát, cái này xác suất thành công đã xem như không tồi. Nhưng là vẫn cứ không đủ, đối phương viên đạn cũng ở biểu phi, cũng ở bắn ngược. Hai người, bốn khẩu súng. Viên đạn lẫn nhau đang xen, đánh đến trong nham động ánh huỳnh quang loạn bắn, đá vụn bay tán loạn. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng mà, nhất thương xuyên vân giữa vách đá, tránh trái tránh phải, mà đánh nát sao trời, ở phía trước tiếng, ở bên di, chu trạch giai quan trốn tránh không được a, à. đúng vậy đối phương ở nghiêng hướng kéo ra góc độ áp suất hắn tránh né không gian chỉ dựa vào vách đá độ cung cùng mang đá che lấp kéo không được bao lâu điểm này chu trạch giai minh bạch nước mỹ đội thần thương thủ stanley biết lôi cũng minh bạch stanley biết lôi thao túng đánh nát sao trời không ngừng đi tới không ngừng đoạt công một đạo bóng trắng hiện lên stanley biết lôi phản xạ tính mà thay đổi họng súng khi đạo bóng trắng tốc độ cực nhanh xuất hiện đến cũng là không hề dự triệu. Ở tối tâm ánh sáng hạ, viên đạn bắn nhanh, đá vụn bay tán loạn, tuyển thủ căn bản không kịp phân biệt rõ ràng lại làm ứng đối. Stanley, mít lôi chỉ có dựa vào trực giác, ở bóng trắng xuất hiện trong nháy mắt, liền thay đổi họng súng, hướng này xạ kích. Phanh! Phanh! Hai tiếng súng vang cũng là một tiếng. Loạn thạch bay tứ tung, huyết hoa biểu bắn, đánh nát sao trời ngực nhiễm huyết, về phía sau quăng ngã ra. Stanley, mít cả kinh. Giờ khắc này, nước Mỹ đội thần thương thủ, mới chân chính thấy rõ hắn nổ súng đánh trúng bóng trắng. Không phải nhất thương xuyên vân, không phải cùng hắn giống nhau, thân xuyên màu trắng áo tràn thần thương thủ, mà là một cái thon dài mà trơn bóng, phía dưới đứt gãy nửa thanh măng đá. Xinh đẹp. Phan Lâm một tiếng reo hò. Vừa rồi kia một vòng đối bắn, Chu Trạch Gia dùng uy hiếp tính cực cao xạ kích, tương đương không tồi tỷ lệ ghi bàn, thiết thực duy trì cấp đối phương áp lực. Mà ở như vậy cao cường độ thao tác hạ, hắn còn phân ra bộ phận viên đạn, phối hợp gió xoáy chân cùng nhau đánh gãy măng đá. Đá ra măng đá, hấp dẫn đối phương lực chú ý, phát ra, giơ súng, đánh trúng. Một thương. Chỉ một thương, liền đánh gãy đối phương công kích tiết tấu, đem đánh nát sao trời thế công ngạnh sinh sinh đánh gãy. Hiện tại, nhất thương xuyên vân đoạt công thời điểm, tới rồi. Thương vương phong giống nhau mà nhằm phía phía trước. Hoang hỏa toái sương, hai thanh súng ngắn ổ xoay liên tục xả kích, đánh đến đánh nát sao trời không được lùi lại. Hai bên huyết tuyến thực mau cũng đã sang bằng, sau đó, đánh nát sao trời huyết điều, tiếp tục ngắn lại, ngắn lại. Xinh đẹp a. À. Trên kháng đài một mảnh hoang hô. Chu Trạch Giai vừa mới thao tác khó khăn có bao nhiêu cao, bình thường người xem có lẽ vô pháp lãnh hội, nhưng là, mang đá nhiễu địch xảo tư, chuyển thủ vì công khí phách hăng hái, lại là mỗi người đều xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, hoang hô từng trận, chiên trống tề minh. Tươi đẹp năm sao hồng kỳ, đáng yêu chim cánh cục công tử, cùng với Chu Trạch Giai, ta yêu ngươi, màu sắc rực rỡ đèn bài, cùng nhau ra sức mà lắc lư lên chu trạch dài nhưng không có như là thắng linh tinh ý tưởng thương vương nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng đông đưa quan ảnh toàn bộ tinh thần thao tác rất nhiều trong đầu chỉ có một ý niệm không kịp không kịp ở đối phương lui ly suối nước tới phía trước thạch động phía trước đem người chặn đứng không phải hắn không đủ mau nhất thương xuyên vân ở tật chạy đánh nát sao trời cũng ở tật chạy hai bên ở di động tốc độ thượng thêm chút đều không sai biệt lắm thao tác tiêu chuẩn thượng cũng sẽ không có chênh lệch khác nhau chỉ ở chỗ nhất thương xuyên vân ở phía trước tiếng mà đánh nát sao trời là ở lùi lại. Viên đạn cho lực phản chấn, đối đánh nát sao trời là trợ giúp, mà đối với nhất thương xuyên vân, là lực cản. Hỏa tuyến đang chéo. Đánh nát sao trời lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau, hai bên khoảng cách không ngừng kéo đại, đột nhiên, đánh nát sao trời thân hình chợt lóe, đã đoạt vào phía sau bỗng nhiên mở rộng, cục đá sang sát hang động giữa. Nhất thương xuyên vân lập tức dừng bước, một bên thân, bổ nhào vào gần nhất công sự che chắn phía sau. Trên màn hình, hai cái thần thương thủ tốc độ tay đường công đồng thời quay đầu xuống phía dưới, thẳng rơi xuống đất mặt. Thao tác đình chỉ cũng không ý nghĩa có thể nghỉ ngơi. Yên tĩnh trong phòng tối, Chu Trạch Giai điều chỉnh bởi vì vừa mới kia đoạn cao cường độ đối kháng, hơi có chút dùng dập hô hấp, nhanh chóng suy tư. tiếng Vẫn là lui. tiếng hang động rộng lớn, địa hình phức tạp. Nơi này là nước Mỹ đội sân nhà đồ, đối phương đi trước đi vào, chính mình thiệt thủy về phía trước, tiến vào hang động này mười dư bước, tùy thời khả năng từ hắc ám chỗ bay ra bắn lén lui đơn phi chiến thuật mục đích đạt thành không có chủ lực bên kia còn có cần hay không hắn giữ chặt thần thương thủ hoặc là về đơn vị tiền lời sẽ lớn hơn nữa một ít chu trạch gia nhanh chóng mà thông tri các đồng đội thần thương thủ hướng đi mà kênh đội ngũ các đồng đội tin tức cũng đi theo một cái một cái mà soát ra tới bách hoa liễu loạn ma đạo ở trị liệu ở dạ vũ thanh phiền đạo tặc ở vương bất lưu hành thuật sĩ ở thạch bất chuyển quyền pháp bách hoa liễu loạn không nhìn thấy Dạ Vũ Thanh Phiền, vô. Vương Bất Lưu Hành, vô. Thạch Bất Chuyển, Chu Tiểu Tâm Quyền Pháp, Thần Thương. Quyền Pháp gia không ở chủ lực bên kia. Chu Trạch Giai rùng mình. Nói cách khác, Nhất Thương Xuyên Vân lại về phía trước tiến, khả năng gặp mặt lâm một kéo nhị cục diện, Quyền Pháp gia gần người giữ chặt, Thần Thương thủ viễn trình phóng bắn lén. Đối với đơn phi Nhất Thương Xuyên Vân, loại này cục diện có bao nhiêu nguy hiểm, không cần nghĩ lại liền có thể biết. Chính là, thì tính sao? Chỉ giữ chặt thần thương thủ một người, đại sảnh bên kia là năm đối năm, đồng thời cùng đối phương hai gã tuyển thủ chu toàn, đại sảnh bên kia, Trung Quốc đội chính là năm đánh bốn. Hắn nơi này nhiều giữ chặt một giây, Trung Quốc đội chủ lực bên kia là có thể sớm một chút đánh ra ưu thế cục diện. Lại nói, một kéo nhị thôi, thượng một hồi, ta lại không phải không có làm qua. Thần thương thủ ưu thế ở chỗ di động lực đủ cường, vạn nhất thế cục có biến, trốn còn có thể trốn không thoát sao. Nhất thương xuyên vân, phi phát về phía trước. Chương 453, ba rét ngắm bắn, đối đua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Những lời này phiên dịch lại đây ý tứ chính là, từ đánh nát sao trời lóe nhập hang động, đến nhất thương xuyên vân phi phát về phía trước, này giữa biến chuyển, tự thuộc một chút khả năng hoa đã lâu thời gian, kỳ thật ở thi đấu giữa, thật sự chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chu trạch giai động tác cực nhanh. Hướng đến càng nhanh, đối phương hướng trong nham động trốn đến càng thiển, trốn đến càng thiển, càng không địa phương xê dịch tràn trọc, tìm công sự che chắn bắn lén. Cho nên, thừa dịp đánh nát sao trời chính dọc theo động bích hướng bên cạnh trượt chân, tạm thời không có xạ kích góc độ, có thể hướng nhiều mau, liền hướng nhiều mau. 15 cái thân vị cách, 10 cái thân vị cách, 7 cái thân vị cách. Hang động càng ngày càng gần. Hiện trường khán giả thần kinh, cũng theo nhất thương xuyên vân vọt tới trước, banh đến càng ngày càng gấp. Trong động mặt bên, đánh nát sao trời ẩn phục ở một cây cột đá mặt sau, đã lặng lẽ giá hảo thương, đối diện cửa động. Mà sắc thép chi khu, nước Mỹ đội cái kia đáng kinh lưu quyền pháp gia, cũng một sữa vừa rơi xuống đất thời điểm, tùy tiện đứng ở trong nham động tư thế, cuộn tròn ở cửa động bên kia mang đá sau lưng, liền chờ nhất thương xuyên vân vọt vào tới nháy mắt, phát ra công kích. Chu Trạch Giai có thể nhìn đến sao? Có thể đoán được sao? Có thể. Tránh thoát sao? Nhất thương xuyên vân bỗng nhiên biến hướng. Lúc trước làm đến nơi đến chốn, dán vách tường mà đi nhất thương xuyên vân, bỗng nhiên không người, đặng địa. Đi tới phương hướng quẹo hướng bên trái 45 độ giác, chỉ một phát, liền bước vào suối nước bên trong thủy thâm lưu cấp. Tiếp cận hang động, lòng sông đã bắt đầu nhanh chóng xuống phía dưới nghiêng, suối nước chiều sâu từ đại đội nhân mã xuất phát khi cập đầu gối thâm, tề eo thâm, đã biến thành sắc không đỉnh. Nhất thương xuyên vân xuống phía dưới một phát, hơn phân nửa cá nhân đều tẩm ở suối nước giữa, đi trước tốc độ tức khắc nhanh gấp đôi. Mà từ đánh nát sao trời thị giác xem ra, nguyên lai còn toàn thân đều ở xạ kích trong phạm vi, gần là bởi vì cách khá xa không tốt lắm nhắm chuẩn nhất thương xuyên vân, chỉ còn nửa cái đầu lộ ở trên mặt nước. Stanley, có bản lĩnh ngươi ở trong nước trốn cả đời a này suối nước lại quá vài bước liền biến thành mạch nước ngầm có bản lĩnh ngươi theo dòng nước đi xuống cuốn tuy rằng ta cũng không biết có thể hay không tạp dưới nền đất hạ hoặc là bị dòng nước cuốn khái rất một nửa huyết điểm này thật không thí nghiệm quá sau đó từ giữa toát ra tới a nhất thương xuyên vân nhảy lên đầu hướng phía trước chân về phía sau nhất thương xuyên vân lấy bơi ít tư thái nằm sấp ở trong nước bị tốc độ chảy càng ngày càng cao dòng nước đánh sâu vào thổi quét nhẫn nại nhẫn nại dẫn đến tiến vào mạch nước ngầm trước trong nháy mắt. Sau đó, dùng sức hướng về phía trước nhảy lên, thường thường một thoáng. Mượn dùng dòng nước đẩy mạnh lực, thần thương thủ phủ phục bị xông lên phía trước mặt đất, dư thế chưa hết, tiếp tục về phía trước. Này tư thế nói thật thật sự phi thường hiếm thấy, hoặc là nói, lấy một cái thần thương thủ tới nói, phi thường hiếm thấy. Nơi này yêu cầu bài trừ rất nào đó thích lăng lê bò lết chức nghiệp, cụ hoặc là tuyển thủ. Nhưng là, như thế kỳ ba tư thế, thành công mà làm đối diện nước Mỹ thần thương thủ mắng to một tiếng ở hắn tầm nhìn nhất thương xuyên vân để lại cho hắn xạ kích mục tiêu vẫn là chỉ có một đầu mà thôi stanley mít lôi cắn răng ngắm phía trước chậm chạp không có khấu hạ cò súng mà cử động một khắc sườn được đến đồng bạn nhắc nhở quyền pháp gia sắc thép chi khu đã là phát ra ánh lửa bạo trướng pháo chống tăng nghênh diện mà đến tam phát pháo chống tăng gào thét xoay tròn lôi ra một cái bất quy tắc hình tam giác một phát về phía trước hai phát tả hữu triển khai vì nhất thương xuyên vân thác khai một mảnh an toàn đổ bộ khu vực. Sắt thép chi khu bổ nhào vào một nửa, khẩn cấp dừng bước, lại về phía trước, lại một cái phanh gấp. Dưới chân, một cổ khói đen, lượng lờ bốc lên. Khói đen, sắp bò đến sắt thép chi khu chân trên mặt cơ giới truy tung, ở đánh nát sao trời thương hạ vỡ thành đầy đất sắc vụn. Quyền pháp gia một thân mồ hôi lạnh. Trong nham động ánh sáng ảm đạm, mặt đất lại gập ghềnh bất bình, cái kia nho nhỏ cơ giới truy tung, hắn là thật sự không có nhìn đến. May mắn đồng đội ở nơi xa thấy được rõ ràng, này một thương, xóa sạch cơ giới truy tung, thật là quá kịp thời. Sau đó, quyền pháp gia tầm nhìn, sáng lên đệ nhị đoá ngoài ý liệu ánh lửa. Nho nhỏ, lão đảo lắc lư, phi hành tốc độ vẫn là chậm rì rì. Kẹp ở bắn nhanh mà đến làng đạn một chút cũng không chớp mắt, chẳng sợ cùng theo viên đạn nhào lên tới thần thương thủ so sánh với, kia cũng là nửa điểm nhi uy hiếp đều không có bộ dáng. Đúng rồi, Trung Quốc đội cái này thần thương thủ, tự nhiên còn muốn cùng ta đua cận chiến ta chính là quyền pháp gia hảo đi, chẳng sợ đáng kinh lưu, kia cũng là chính tông quyền pháp gia, thần thương thủ tưởng ỷ vào thương pháo võ thuật liền cùng ta ngạnh cương. Tưởng cái gì đâu? Đối phương thần thương thủ thương thể thuật, được xưng ba bước trong vòng, có thể tiến có thể lùi. Chính là, điểm này khoảng cách, đối với quyền pháp gia tới nói, liền cùng không có cũng không kém bao nhiêu a. À. Sắc thép chi khu xong quyền một sai, liền phải tiến lên. Nhưng mà một tiếng súng vang, kia đóa nho nhỏ, hoặc nhìn hoàn toàn vô hại hỏa hoa, cao tốc bay ra, dừng ở hắn dưới chân. Oanh! Mây nấm nhấc lên. Nhiệt cảm phi đạn. Trên sân thi đấu một mảnh kinh hô. Tiếng Trung, tiếng Anh, vui mừng, kinh ngạc. Các tuyển thủ cũng ở nhẹ nhàng xôn xao, quách thiếu hoang hô, lư hãn văn kinh ngạc cảm thán, phương duệ giả mô giả thức mà kêu, ai nha quá đáng tiếc, nước Mỹ cái kia quyền pháp gia cư nhiên không phòng bị đến nhiệt cảm phi đạn. Tô một tranh công môi cười, mi mắt cong cong. Nàng tự nhiên không có khả năng nhận không ra cái này thương pháo sư cường lực đại chiêu, đem nhiệt cảm phi đạn bật lửa hỗn loạn ở một mảnh viên đạn trung lẫn lộn đối phương tầm mắt, lại dùng xạ kích nhanh chóng đẩy đưa đến vị, cũng là nàng tác phẩm đắc ý, này nhất chiêu chỗ khó, đảo không ở với dấu giếm được đối diện quyền pháp gia, mà ở với dấu giếm được nơi xa thần thương thủ. Nghiên hướng ném ra bật lửa, cùng về phía trước bay ra kia một phát pháo chống tăng, hai bên vị trí phối hợp, thật là nhịp nhàng ăn khớp. Pháo chống tăng ánh lửa che lấp hạ, nước Mỹ thần thương thủ thẳng đến bật lửa ăn một thương, gia tốc bay ra thời điểm mới phản ứng lại đây. Nhưng mà, càng nhiều tuyển thủ, càng nhiều chú ý chu trạch giai bên này chiến cuộc tuyển thủ đều theo bản năng mà ngồi ngay ngắn sắc mặt nghiêm túc ai không có xem qua mùa giải thứ 10 trận chung kết thượng khi kinh thiên động địa 6.5 giây ai không biết dịp tu kia nghịch chuyển chiến cuộc tiến công là tô một tranh nhiệt cảm phi đạn vì hắn phô hảo sân khấu mà hiện tại nho nhỏ mây nấm lại một lần đằng khởi cho dù là chỉ có một giai nhiệt cảm phi đạn cũng đủ để phát động quyền pháp gia thân hình mà này liền ý nghĩa chu trạch giai càng hung hiểm hơn công kích sắp đến nhất thương xuyên vân đột nhiên xuống phía dưới một đảo. Hoặc sạn. Thần thương thủ cao tốc di động kỹ năng, chỉ là nháy mắt, liền đem nhất thương xuyên vân cùng sắt thép chi khu chi gian khoảng cách ngắn lại đến linh. Này ngắn ngủn trong nháy mắt, nằm ở cột đá mặt sau đánh nát sao trời, thậm chí còn không có tới kịp nhắm chuẩn. Nằm trên mặt đất chịu đạn diện tích thật sự quá nhỏ. Liền như vậy hẹp một cái tuyến. Nước Mỹ đội thần thương thủ mang theo tiết núi thay đổi họng súng. Nếu không kịp chặn lại, như vậy, ta liền hướng quyền pháp gia dưới lòng bàn chân đánh phanh phanh trầm trọng cực có đặc sắc tiếng súng chấn động vách đá nghe vào chiến cuộc trung tâm quyền pháp gia trong tai hai tiếng súng vang cơ hồ cũng là một tiếng ba rét ngắm bắn ba rét ngắm bắn chương 454, trăm song thần thương ai có thể đã lừa gạt ai viên đạn bắn vào vách đá đầu bạo thành huyết vụ trúng phan lâm thét chói tai không trung lý nghệ bác hò hét trà tiểu hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nhịn không được trộn mà cười. Một khác chỉ bên lỗ tai thượng, nước Mỹ kia hai vị giải thích cùng khách quý trăm miệng một lời, đều ở thét chói tai. No. Hai vị thần thương thủ đồng thời nổ súng. Điện quan thạch hỏa trong nháy mắt, đánh nát sao trời rất nhỏ mà hoạt động một chút họng súng, xa xa khấu hạ cò súng, mà nhất thương xuyên vân, còn lại là ở hoạt sạn đi tới đồng thời, dùng sức mà đạp một chân trên mặt đất mang đá, mượn lực đường ngang thân thể. Này một đá, vừa chuyển, hắn ở đánh nát sao trời trên màn hình, từ một cái hoành tuyến, vừa lúc biến thành một cái nho nhỏ điểm đen. Phanh. Viên đạn từ thương vương đầu vai cọ qua. Nếu là bình thường viên đạn, có lẽ sẽ ở trên vách đá bắn ngược, lần nữa hoàn toàn đi vào thân thể, nhưng mà, lực lớn thế trầm, sắc bén vô song ba rét ngắm bắn, chỉ biết thật sâu hoàn toàn đi vào vách đá, không hề xuất hiện. Mà này trong nháy mắt, thật lớn màu đen súng ngắm, đồng dạng từ nhất thương xuyên vân trong tay xuất hiện, chuẩn xác mà nhắm ngay quyền pháp ra đầu. Phanh. Một thương. Mệnh trung. Bạo đầu này một ván hai vị thần thương thủ quyết đấu đánh nát sao trời bắn thất nhất thương xuyên vân mệnh trung quyền pháp gia thật mạnh hướng ra phía ngoài quan ngã ra nhất thương xuyên vân theo lực phản chấn trượt một đoạn ngắn nhanh chóng bắn lên dán vách đá hướng hang động nội sườn chạy gấp một bên chạy một bên nhắm ngay sắt thép chi khu liên tục nổ súng vòng qua cột đá vòng qua măng đá hai điều như đoạn như tục đạn liên một khắc không ngừng đẩy đưa sắt thép chi khu xa xa bay ra cùng nhất thương xuyên vân khoảng cách cũng theo tiếng súng không ngừng kéo ra 5 cái thân vị cách, 8 cái thân vị cách, 10 cái thân vị cách. Áp thương thi đấu tịch thượng nước mỹ đội đạn dược chuyên gia, biên mũ chủ nhân Abraham Shelley sắc cao răng, cầm lòng không đậu mà cảm thán. Một bên vòng trụ biến hướng, một bên còn có thể duy trì hỏa lực đánh ra loại này áp thương. Nhân gia ngoại hiệu là Thương Vương Ca. Bên người, một sư tiểu thư nhẹ nhàng phun ra cái tàu. Abraham Shelley không nói. Luận đến thương hệ tiêu chuẩn, hắn cái này đạn dược chuyên gia, cùng lúc này ở đây thượng thần thương thủ kia thật là ai cũng không phục ai, thảo luận ai là thương hệ để nhất nhân thiệp, mặt thư thượng, để đặt thượng, nước Mỹ vinh quang trên diễn đàn, hàng năm bó lớn. Nhưng mà đối diện, Trung Quốc đội thần thương thủ, chỉ xem thương vương, cái này danh hiệu liền biết, nhân gia rõ ràng không hề đáng nghi mà, ngồi định rồi Trung Quốc thương hệ để nhất nhân bảo tọa. Hai phát ba rét ngắm bắn đồng thời minh vang, mang đến chấn động có thể nghĩ. Từ trên màn hình lớn có thể thấy, Trung Quốc đội Trương Tân Kiệt, nước Mỹ đội thuật sĩ Joseph, Joyce, đồng thời ở kênh đội ngũ đánh một cái nhất thương xuyên vân quyền pháp bạo đầu đối phương không chung đánh nát sao trời ta bắn thất quyền pháp bạo đầu thần thương thủ nhóm song song đáp lại một thương 30% phần trăm huyết đại chiêu vô luận chúng vẫn là không chung đều sẽ đối thế cục sinh ra không nhỏ ảnh hưởng loại này tin tức là nhất định phải báo cáo đoàn đội mà không phụ bọn họ kỳ vọng đoàn đội chỉ huy đáp lại thực mau liền tới cáo người chết chu toàn camera tiến công chính là còn muốn tiếp tục giữ chặt hắn sao thần thương thủ stanley biết lô nhẹ nhàng điều hòa một chút hô hấp chỉ huy quyền pháp gia rơi xuống đất tránh né tìm cơ hội tiếp cận địa lợi ở ta nhân số ưu thế ở ta tìm được cơ hội đánh đối diện thần thương thủ một cái rộng không khó mà bên kia kênh đội ngũ trương tân kiệt chỉ thị cũng tới minh sát mà lại nhanh chóng thạch bất chuyển đẩy xa đối phương camera về đơn vị về đơn vị chu trạch dai ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe hiện tại liền mệnh lệnh về đơn vị vì cái gì là bên kia đã đánh ra ưu thế, vẫn là vì đem đối thủ đẩy xa, để đánh một cái thời gian kém. lại hoặc là, trương tân kiệt cảm thấy một phát đạn bắn vỡ đầu tiền lời đã vậy là đủ rồi, không cần làm hắn tiếp tục mạo hiểm. hắn tìm không thấy đáp án, ánh mắt quét về phía màn hình góc trái phía trên, còn lại năm người huyết điều đang ở trường trường đoản đoạn, không ngừng biến hóa, đơn từ huyết lượng cao thấp cũng nhìn không ra trương tân kiệt hạ cái này chỉ thị nguyên nhân nơi. chu trạch giai xoay tròn tiếp theo thương xuyên vân thị giác, nhìn mắt né tránh về phía trước tới gần sắt thép chi khu thuận tiện đảo qua quyền pháp gia phía sau liên tục tới gần đánh nát sao trời hắn vung con trỏ nhanh chóng ở kênh đội ngũ đánh chữ nhất thương xuyên vân yêu cầu yểm hộ thạch bất chuyển thời gian nơi này là một kéo nhị trong đại sảnh chính là năm đối bốn nhưng là năm đối bốn cũng không đại biểu tùy thời tùy chỗ có thể rút ra nhân thủ tới trương tân kiệt hỏi thời gian nói vậy trước đó cũng đến làm một phen điều phối như vậy hắn yêu cầu bao lâu hoặc là hắn có thể bám trụ đối phương bao lâu chu trạch gia nhẹ nhàng nhất trà sát bàn phím nhất thương xuyên vân màu xám nhạt áo gió dài nhẹ nhàng giơ lên vạt áo hoàn toàn đi vào măng đá phía sau biến mất không thấy ánh sáng tối tăm măng đá san sát trong nham động tức khắc cũng chỉ dư lại linh linh tinh tinh súng vang người xem lý nghệ bác phan lâm còn hảo đánh nát sao trời áo gió là màu trắng nhất thương xuyên vân áo gió tuy rằng là màu xám cũng là tương đối đạm thiển hôi nếu hai người kia đều là thâm sắc trang bị tại như vậy ám trong nham động, khi cái này chơi trốn tìm liền có chút khủng bố. Phanh. 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 Phan. Súng vang một tiếng hợp với một tiếng. Tràng hạ, tần mục vân, liễu phi, thư khả di thư khả hơn hai tỷ muội đều bị tập trung tinh thần mà nhìn nhất thương xuyên vân thị giác tiểu màn hình, ở kia khối ảm đạm mê ly, yếu tố cực kỳ phức tạp trên màn hình, một mảnh cực tiểu cực tiểu màu trắng góc áo, từ măng đá phía sau, bỗng nhiên dơ lên. Một tiếng súng vang. Màn hình bỗng nhiên biến thành thâm hắc, Tràng hạ các tuyển thủ biết, đó là nhất thương xuyên vân vọt đến cột đá sau lưng, ngay sau đó nơi xa cảnh tượng lại một lần xuất hiện, mà bóng trắng đã là biến mất, thực mau, mặt khác một cây cột đá mặt sau, lại vang lên thanh thúy súng vang. Đối phương ở nơi nào? Bên ta lại ở nơi nào? Phàm là có chút theo đuổi thần thương thủ đều ở liều mạng phán đoán. Mà không nhiều ít theo đuổi người ngoài cuộc, hoặc là thân phụ trọng trách đại nhậm giải thích, tỉ như chúng ta quen thuộc phan đại chủ trì, liền phải nhìn có thể biểu hiện toàn cục sơ đồ, cấp bên ngoài khán giả giải thích. Ai nha, chu trạch giai tình thế có điểm phiền toái a rất nhiều lần đều là đối phương đánh ra có uy hiếp công kích hắn căn bản đánh không đến đối phương đây cũng là không có biện pháp tương đối phan lâm nôn nóng lý nghệ bác nhưng thật ra bình tâm tĩnh khí hiển nhiên thân là chuyên nghiệp nhân sĩ lý nghệ bác sớm đã có sung túc chuẩn bị hai bên thêm chút ý nghĩ vốn dĩ liền không giống nhau nhất thương xuyên vân đi thương thể thuộc lộ tuyến đối diện đánh nát sao trời đi xa trình nắm bắn lộ tuyến cho nên gần người một chọi một đánh nát sao trời khẳng định đánh không lại chúng ta thương vương nhưng là luận tầm bắn, đó chính là đánh nát sao trời khá xa. Nhưng là hiện tại là một kéo nhị. Phan Lâm nhìn trên màn hình ra sức vọt tới trước, thường thường bị đương bia ngắm đánh sắt thép chi khu nhíu mày. Đúng vậy, một kéo nhị. Cũng may nhất thương xuyên vân khoảng cách thông hướng đại sảnh huyệt động đã rất gần, chúng ta cũng nhìn đến hắn phía trước gọi chi viện, hiện tại sắt thép chi khu đang ở hướng cái kia phương hướng hướng, hiển nhiên đoán được chu trạch giai chiến thuật mục đích, mà đánh nát sao trời họng súng, cũng ở mấy cái huyệt động chi gian qua lại đông đưa. Lúc này đây, liền xem ai có thể đã lừa gạt ai. Chương 455, lừa rất hắn đệ nhị thương. Ai có thể đã lừa gạt ai? Hang động thông hướng đại sảnh đường nhỏ, ở hai vị thần thương thủ trong đầu đồng thời triển khai. Từ nhất thương xuyên vân đứng thẳng vị trí, muốn trở về chủ lực nơi chiến cuộc, tổng cộng, có ba cái huyệt động có thể thông hành. Cái thứ nhất gần nhất, cách mặt đất hai cái thân vị cách, yêu cầu dùng sức nhảy lên, hơn nữa phi thương mới có thể đi vào. Bất quá, huyệt động thẳng tắp rộng lớn, nhảy vào đi về sau sông thẳng hai bước, liền đến mục đích địa. Cái thứ hai, khoảng cách cái thứ nhất huyệt động, ước chừng có 10 tới bước bộ dáng, cách mặt đất một cái thân vị cách, chỉ cần thoáng nhảy dựng là có thể đi vào. Chỗ tốt ở chỗ, động khúc chiếc sâu thẳm, đi vào đi hai bước liền nhìn không tới bóng người, phương tiện rút lui cũng phương tiện đồng bạn tiếp ứng, chỗ hỏng ở chỗ cửa vùng đất bằng phẳng, vô che vô dấu, ba cái thân vị cách nội, liền căng mang đá đều tìm không thấy. Đến nỗi cái thứ ba sao, nhưng thật ra khai trực tiếp trên mặt đất, căn bản không cần phải hướng lên trên nhảy, hơn nữa cửa che lấp cũng là không ít. Vấn đề ở chỗ, khoảng cách nhất thương xuyên vân ít nhất cũng có 40 cái thân vị cách, cùng với chạy nhiều như vậy lộ, nhất thương xuyên vân không bằng quay đầu trở về chạy, trực tiếp lên cầu vượt tính. Đánh nát sao trời chủ nhân, thần thương thủ Stanley, biết lôi nhẹ nhàng điều hòa hô hấp. Đây là nước Mỹ đội sân nhà, hắn tự nhiên đã sớm lặp lại đạp biến, tưởng được đến chi tiết đều nỗ lực quen thuộc quá. Nơi nào có thể tránh né, nơi nào có thể công kích, nơi nào có thể khống chế, hắn trên cơ bản đều rõ ràng đối diện thần thương thủ muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lúc này, đánh nát sao trời ẩn ở một cây mang theo lỗ thủng cột đá phía sau, cả người trốn đến không thấy nửa phiến góc áo, mà lỗ thủng vương họng súng, tả hữu đông đưa, liền có thể thực thoải mái mà khống chế được trước hai cái nhập khẩu. Lấy tịnh chế động, dĩ giật đãi lao, chỉ cần nhất thương xuyên vân ngoi đầu, lập tức là có thể cho hắn một thương. Đối thủ nếu là không chạy. Quyền pháp gia không phải lên rồi sao? Hắn bên này một trốn, chu trạch giai lập tức liền đã nhận ra phía trước linh linh tinh tinh không ngừng di động tiếng súng bỗng nhiên đình chỉ mà đánh nát sao trời màu trắng thân ảnh cũng không hề xuất hiện nếu là chỉ có người trước có lẽ còn có thể nói là đối phương thay đổi di động phương thức không hề phi thương tiến lên muốn trọng mà sờ qua tới mà hai cái hiện tượng đồng thời xuất hiện vậy chỉ có thể ý nghĩa đối phương ở đâu cái công sự che chắn mặt sau miêu lên muốn đánh một phát trọng song trọng khống chế khai song trọng khống chế về sau ba ngắm bắn trong khoảng thời gian ngắn còn có thể lại đánh một phát Chu Trạch Gia nhắc tới toàn bộ lực chú ý, đảo không phải đều là thần thương thủ, bị đối phương bạo đầu có bao nhiêu mất mặt gì đó, mà là đoàn chiến giữa, nếu không phải tất yếu thay máu, đơn thuần bởi vì tính kế bất quá đối phương mà ngạnh ăn một cái đại chiêu, đối với đoàn đội, đối với chính hắn chiến lực, đều là tương đối lớn tổn thất. Muốn như thế nào, mới có thể ở thời điểm mấu chốt, lừa ra đối phương này một thương. Chu Trạch Gia nhanh chóng mà suy tư. Huyết lưu ở bên tai rầm rầm rung động, trái tim một chút một chút nhảy đến kịch liệt, lại là khẩn trương lại là hưng phấn, đây là hắn trước nay cũng không có trải qua quá trường hợp ở quốc nội chưa từng có một cái thần thương thủ cùng hắn dùng phương thức này chính diện đối thương nên làm như thế nào chu trạch giai bỗng nhiên có chút hâm mộ vài vị chiến thuật đại sư nếu là diệp tu hoặc là dụ văn châu hoặc là tiếu thời khâm ở đối mặt loại tình huống này khẳng định đôi mắt nháy mắt một cái chủ ý đầu óc vừa chuyển một cái biện pháp mà hắn chiến thuật gì đó chưa bao giờ là hắn sở trường chính là hiện tại trương tân kiệt ở chiến trường bên kia hết sức chăm chú chỉ huy đoàn chiến, mặt khác ba người đều ở đây hạ, càng thêm ngoài tầm tay với. Muốn như thế nào đấu tâm nhãn, như thế nào lừa, toàn dựa chính hắn. Thậm chí hắn gọi chi viện, khi nào gia nhập chiến trường, chi viện dừng ở cái nào vị trí, đều đến từ hắn tới cấp ra phương án, vách đá cách xa nhau, viện quân nhìn không thấy, cũng nghe không thấy, mai phục lâu lắm lại quá mức lãng phí, phương thức tốt nhất, chính là kỹ năng rơi xuống, một kích tức đi. Nhất thương xuyên vân vọt tới trước. Đem dục lấy chi, trước phải cho đi, liền tính đối phương hoài nghi ta chuẩn bị lui lại, ta cũng muốn, cho hắn chế tạo ra cũng đủ giả tin tức. Phanh 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 phanh. Sắc bén làng đạn đảo qua phía trước. sắt thép chi khu nghiên phát, trốn tránh, ẩn thân ở cột đá mặt sau. Nhất thương xuyên vân nắm lấy cơ hội, lập tức nghiêng hướng cắt ra, hướng quá cái thứ nhất huyệt động. Cơ hồ là đồng thời, sắt thép chi khu biến hướng, tiếp tục vọt tới trước. Đánh nát sao trời tiếp tục lặng im. An tĩnh, cũng là một loại lực lượng, một loại áp bách quyền pháp gia đánh sâu vào như lôi đình vạn quân cho dù là cái thích lăng lê bò lết đáng kinh lưu lúc này cũng cho chu trạch giai lớn lao áp lực thậm chí càng là đáng kinh càng là khó đối phó cử cái ví dụ gồ ghề lồi lõm mang đá sang sát địa hình phương duệ đồng học đi xong này giai đoạn bị đánh ra thương tổn khẳng định thiếu quá lão hàng hoang hỏa toái sương liên tục phục lên viên đạn chu trạch giai một bên thao túng nhất thương xuyên vân nhanh chóng xả kích đem sắt thép chi khu cảng đến càng xa càng tốt một bên giành giật từng dây người quan sát đánh nát sao trời có động tĩnh gì đang làm gì có hay không lén lút dịch vị trí khi kiện màu trắng áo gió có hay không ở đâu căng mang đá mặt sau bỗng nhiên dơ lên tới một chút không có không có vẫn luôn không có xem ra nước mỹ đội vị này thần thương thủ thật đúng là mai phục hảo liền tưởng sấn hắn nhảy lên cửa động thời điểm đánh này một thương a chu trạch dai thật sâu mà hít một hơi đạn vũ như thác nước bước cho sắt thép chi khu không thể không tạm hoãn về phía trước, nhất thương xuyên vân vọt tới trước, nghiêng chiếc, lui về phía sau. Khoảng cách cái thứ hai huyệt động chỉ còn lại có 5 cái thân vị cách, khoảng cách huyệt động bên cạnh măng đá, chỉ còn lại có 3 cái thân vị cách. Hung hiểm cực kỳ ba bước. Lướt qua này ba bước, nhảy vào huyệt động, là có thể thuận lợi về đơn vị, cùng chủ lực hội hợp, không vượt qua được này ba bước, đánh nát sao trời ba rét ngắm bắn, một thương đi xuống, chính là ít nhất 15% huyết lượng. Càng không xong, vạn nhất bị đánh ra cứng còng, một đầu đánh vào trên vách động, sắt thép chi khu lại nhào lên tới, vậy không phải 15%, thậm chí 30% huyết lượng có thể xong việc. Mà đối phương bắn thiên sát suất có bao nhiêu đại? Chu Trạch Giai tự nghĩ, ở 15 đến 20 cái thân vị phá lệ, đánh một cái nhanh chóng di động, vô che vô dấu mục tiêu, hắn có 80% xác suất, một thương mệnh trung. Thậm chí, bạo đầu xác suất đều có thể đạt tới 50% trở lên. Nước Mỹ đội vị kia thần thương thủ, chỉ muốn xả kích tinh chuẩn trình độ mà nói là cùng chính mình cùng một đẳng cấp, thậm chí còn muốn vượt qua chính mình cường giả. Rốt cuộc, nhất thương xuyên vân giữa nhà bản lĩnh là thương thể thuật, mà nước Mỹ đội màu trắng tử thần, hắn ở tiến vào vinh quang vòng phía trước, tiến vào vinh quang vòng về sau, trưởng lấy thành danh, đều là một tay xinh đẹp viễn trình nắm bắn. Chu trạch gia duy nhất có thể lợi dụng địa phương, chính là nước Mỹ đội thần thương thủ, cách khá xa. Xa đến cơ hồ là ba rét ngắm bắn cực hạn, xa đến cần thiết ở nhất thương xuyên vân vừa mới lao ra thời điểm, liền giành giật từng giây mà khấu hạ cò súng nhất thương xuyên vân ước định ám hiệu ở trên đội ngũ chợt lóe mà qua ngay sau đó màu xám áo gió góc áo từ măng đá sau dơ lên một bóng người bay nhanh vụt ra nhảy hướng huyệt động phanh súng vang huyết bắn nhất thương xuyên vân thả người về đơn vị bình an không việc gì chương 456, này một thương khai đến có bao nhiêu oan a à? tiếng súng chấn minh máu tươi vẩy ra stanley biết lôi tức khắc bóp cổ tay thời gian hữu hạn Hắn nhìn đến mang đá phía sau bóng người lòe ra, lập tức liền ấn xuống con chuột hữu kiện, vì bảo đảm mệnh trung, hắn thậm chí không có lựa chọn bạo đầu, mà là nhắm ngay diện tích lớn hơn nửa thân thể. Nhưng mà cò súng khấu động, ngã vào thương hạ lại không phải nhất thương xuyên vân, mà là mà là là một con goblin. Một con lục da goblin. Triệu Hoán Sư ngũ cấp kỹ năng, phát thể chức nghiệp, cấp thấp cùng chung kỹ năng. Khuyết mỏng đến, không nói một chân là có thể giẫm chết ít nhất mấy phát bình thường viên đạn là có thể xử lý cái loại này liền như vậy cái ngoạn ý nhi lừa rất hắn vẫn sức chờ phát động 70 cấp cao thương đại chiêu hắn này một thương khai có bao nhiêu oan a à? gặp quỷ stanley mít lôi cơ hồ muốn bật thốt lên nguyền rủa thần thương thủ sẽ không chịu hoán thuật vô bin xuất hiện hiển nhiên cái kia trung quốc thần thương thủ có đồng đội tiến tràng chiến đấu pháp sư hoặc là ma đạo học giả vấn đề là chiến trường một khắc quyệu chân đủ bốn gã đồng đội như thế nào liền không có bất luận cái gì một người thấy, không có bất luận cái gì một người hướng hắn phát ra báo động trước. Nghi hoặc cùng ảo não cùng dâng lên. Mà thẳng đến lúc này, kênh đội ngũ nhắc nhở, mới vừa rồi khoan thai tới muộn. Hỏa nỏ tiễn, ma đạo thoát đội. Liliana, Leicester một thân mồ hôi lạnh. Thân là toàn đội duy nhất không chiến đơn vị, khai chiến tới nay, nàng vẫn luôn ở khung trên đỉnh phương cùng Trung Quốc đội ma đạo học giả truyền đấu. Hoa bách hợp tiểu thư quen thuộc địa hình, vương bất lưu hành phi hành quỹ đạo thay đổi thất thường, hai người lăn qua lộn lại ở không trung đánh hỏa hoa sáng lạng đúng lúc là một cái thế lực ngang nhau nhưng mà luận khởi phi hành hoa bách hợp tiểu thư là thật sự kém vương kiệt khi một bậc quay cùng truyền đấu trung, hỏa nỏ tiễn bị diệt sạch sau trời đảo qua đem trừ xuống dưới lại đi tìm vương bất lưu hành tung tích khi trước mắt một mảnh sáng lạng quan hoa chói mắt trung quốc đội ma đạo học giả ở nơi nào vấn đề là hoa bách hợp tiểu thư không có thấy nước mỹ đội còn lại tuyển thủ cũng không có thấy bóng ma nhảy lên lấy một địch hai đang ở dựa vào bảy rập nỗ lực chu toàn cùng dạ vũ thanh phiền nhất dịp chi thu đánh túi bụi thủ hộ sứ giả chiến thắng trở về chi cánh đang ở không ngừng vừa lăn vừa bò từ một thốc măng đá mặt sau bổ nhào vào một khắc căn cột đá mặt sau còn muốn giành giật từng dây cấp đồng đội thêm huyết vương bất lưu hành bay ra tầm nhìn hắn cũng không có không đi quay đầu coi trọng liếc mắt một cái đương nhiên hắn đối diện thạch bất chuyển cũng không có hảo bao nhiêu cao một chân thấp một chân chạy trốn chỉ có so với hắn càng chật vật lén lúc nằm ở một cái khác trong một góc thuật sĩ cáo người chết này trong nháy mắt trước mắt đồng dạng tạc nổi lên một mảnh nguyễn quang. Bách hoa liễu loạn, ra tay. Trương gia nhạc bách hoa thức đấu pháp, lực sát thương khả năng chẳng ra gì, háo ở thảo huyễn, nhưng là không đánh chúng mặt trên tỷ lệ thật sự quá cao, nhưng là, luận khởi đoàn chiến giữa che đầy yểm hộ, kia thật sự có thể xưng được với vô song vũ khí sắc bén. Phùng hoa huyết cảnh. Bách hoa thức đấu pháp, nguyên bản liền không phải vì đạn dược chuyên gia một người mà tồn tại đấu pháp hiện tại bách hoa quang ảnh toàn diện mở ra vương bất lưu hành liền thừa dịp cái này không đương khẽ không thanh mà lưu vào huyệt động, ẩn thân chỗ ngoặt lúc sau. Bóp điểm nhi, ở nhất thương xuyên vân vọt tới mang đá phía sau, còn không có đứng vững trong nháy mắt, triệu hồi ra kia chỉ lục gia gô bim. Sau đó, vương bất lưu hành một sách cây chổi, quay đầu liền đi, ẩn sâu thân cùng danh. Mà nhất thương xuyên vân, còn lại là dừng bước, nghiêng người, khởi chân. Một chân đá vào gô bim trên người, màu xám vạt áo phi dương đến cột đá ở ngoài, mà đáng thương gô bim, cũng không hề sức phản kháng mà bị đạp đi ra ngoài bên ta đơn vị kỹ năng không có hiệu quả, vật lý va chạm gì đó, vẫn là có thể có tác dụng. Sau đó, lừa rất đánh nát sao trời ba rét ngắm bắn, nhất thương xuyên vân nhẹ nhàng thoát thân, nhảy vào huyệt động, trở về bổn đội. Stanley, Mick lôi lại là ảo não, lại là oán niệm. Cũng may hắn không biết, nước Mỹ bên kia tivi giải thích, đối hắn này một thương lại có bất đồng cái nhìn. Ai nha? Chúng ta màu trắng tử thần không có bắn trúng. Giải thích đại nhân khoa trương mà chụp hạ đùi. Thật là đáng tiếc, bất quá cũng không có cách nào, hắn ly đến thật sự là quá xa. Lại nói tiếp, ông nội của ta liền không ngừng một lần cùng ta nói, nếu ngươi bắn đến không chuẩn, kia nhất định là ngươi ly đến không đủ gần. Hắn lão nhân gia thượng quá chiến trường, cho nên ta cảm thấy, gia gia nói nhất định là đúng. Ngươi nói đó là chiến địa nhiếp ảnh đi. Hắn cộng sự không thể nhịn được nửa phun tào. Ngắm bắn cũng hảo, chiến địa nhiếp ảnh cũng hảo, tóm lại, nhất thương xuyên vân đã thành công thoát khỏi. Huyệt động phanh 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 phanh, phanh tiếng súng liền vang, hiển nhiên nhất thương xuyên vân đang ở một đường phi thương không ngừng bay lên chu trạch giai cũng không có che giấu chính mình hành tung ý tứ mà đánh nát sao trời cùng sắt thép chi khu cũng ở trước tiên thông qua kênh đội ngũ hướng đồng bạn báo động thần thương thủ đã trở lại nước mỹ đội đoàn đội chỉ huy thuật sĩ cáo người chết thao tác giả joseph do sơ bật thốt lên mắng một câu đồng đội thật sự quá phế đi hai đối một chiếm cứ địa lợi còn làm đối phương thần thương thủ bạo một chút đầu chính mình không hề thu hoạch này vẫn là á quân đội đâu mắng về mắng thu thập cục diện vẫn là đến thu thập đặc biệt là trung quốc thần thương thủ đã về đơn vị lúc trước xé rách dụ dỗ đối phương an bài đã mất đi hiệu lực bãi ở trước mặt hắn nhiệm vụ chính là muốn an bài nhà mình hai cái nhân vật nhanh chóng phản hồi là đi gần nhất lộ tuyến cũng chính là trung quốc thần thương thủ trở về cái kia huyệt động vẫn là vòng điểm lộ đi bên trái hoặc là bên phải cái kia lại hoặc là thần thương thủ cùng quyền pháp gia tách ra một người đi một bên Joseph do sơ thao túng thuật sĩ cáo người chết hoạt động một chút vị trí, ở một cái khác huyệt động tiểu tâm tàn hảo. Một bên đường vòng, một bên nhanh chóng dời đi thị giác, quan sát một chút trong đại sảnh chiến cuộc. Vì tiếp ứng cùng yểm hộ nhất thương xuyên vân, Trung Quốc đội trận hình, đã áp tới rồi đại sảnh bên trái, dựa vào hang động một mặt. Trung Quốc đội thần thương thủ sắp trở về cái kia huyệt động phía dưới bên phải, một thân bạch y mục sư an an tỉnh tỉnh đứng, ở hắn phía trước, phân cách động bích cùng trung tâm tiểu sơn trên đường. Chiến pháp một cây chiến mâu vũ đến uy vũ sinh phong, cùng đạo tặc bóng ma nhảy lên đánh thành một đoàn. Kiếm khách ở chiến pháp tả phía trước đầy đất du tẩu, đạn dược chuyên gia biển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên bên ngoài vòng, một tay vứt xuống tay lôi, một tay nắm tự động súng lục, nhắm ngay xuống phía dưới lao xuống hỏa nỏ tiễn mãn không loạn tạc, còn muốn áp chế một chút nhà mình thủ hộ sứ giả chiến thắng trở về chi cánh. Mà cái kia ma đạo học giả, ma đạo học giả lại từ trong nham động xông lên. Cái này cục diện, thuật sĩ kỳ thật đã có đoán trước. đề hà bốn đối năm, Nước Mỹ đội tại đây một bên duy nhất cận chiến lại là cái đạo tặc, trông cậy vào bùng nổ một chút còn có thể, trông cậy vào đứng vững Trung Quốc đội không cho bọn họ rời đi, đó là thật sự làm không được. Bóng ma nhảy lên đã phi thường nỗ lực mà bày ra một chuỗi bẫy rập, nhưng mà Trung Quốc đội. Nghĩ đến này, Joseph cho sơ liền nhịn không được cắn răng. Trung Quốc đội lúc này đây đoàn chiến phái thượng hai cái phát hệ, vì thế, liền có hai cái gô bin, một người một bên nhi nơi nơi dò đường dẫm bẫy rập. Khi hai vị phong cách bọn họ xem qua A. À, mặc kệ là chiến đấu pháp sư, vẫn là ma đạo học giả, hàng ngày đều không thích chơi Gobin A. Đúng rồi, cái tên kia kêu bách hoa đạn dược chuyên gia, còn ca ca mà ném cơ giới truy tung. Trung Quốc thần thương thủ cũng về đơn vị, mắt thấy, liền phải có hai cái cơ giới truy tung chạy đầy đất. Chương 457, Hạng miễn thông tri. Chương này tác giả thông báo. Nội dung cũng không liên quan cốt truyện, AD sơ kíp luôn nhé. Chương 458 Trong sân cục diện, chói lọi bãi ở lập tức, nhà mình thần thương thủ cùng quyền phát gia, nên sao đi nào con đường trở về. Joseph cho mắt một cái đảo qua đã có đáp án. Hắn thao túng thuật sĩ cáo người chết lặng lẽ ngồi sổng xuống, tận khả năng không dẫn nhân chú mục mà xúc thành một đoàn, bàn phím một gõ, làm thuật sĩ bắt đầu ngâm sướng tân kỹ năng, sau đó, bay nhanh đánh chữ. Cáo người chết, ca, đi theo thương. Cáo người chết, m, theo sau. Này hai điều mệnh lệnh, đối nước Mỹ quốc gia đội tuyển thủ mà nói tương đương minh xác thậm chí nước mỹ bên kia giải thích liếc mắt một cái đảo qua cũng không chút do dự phi thường quen thuộc mà bắt đầu vì người xem giải thích k clementer cáo khải tây đây là làm quyền pháp gia đi theo trung quốc thần thương thủ từ cùng con đường tuyến ra tới m stanley lôi là làm thần thương thủ đi theo quyền pháp gia mặt sau a chúng ta màu trắng tử thần về phía trước chạy vội chuyển biến quả nhiên là đi theo quyền pháp gia phía sau một cái đường đi phải đi hai người này nói thật có điểm tể a thần thương thủ muốn đi vào chiến trường còn cần một chút thời gian làm chúng ta đem ánh mắt đặt ở quyền pháp gia trên người nói thật quyền pháp gia đi con đường này tương đương trực tiếp nhào vào trung quốc đội vòng vây trung tâm a này nhưng có chút nguy hiểm bất quá trung tâm nở hoa tứ phía vây quanh cũng là thực không tồi chiến thuật này liền xem chung quanh đồng đội có thể hay không phối hợp clementer cáo khải tây tiểu tâm mà thao túng quyền pháp gia chạy vội ở huyệt động chỉ huy mệnh lệnh chính là hết thảy nói làm hắn từ nơi này đi hắn liền tuyệt đối sẽ không đường vòng chính là cái kia một bụng ý nghĩ xấu thuật sĩ, thật đúng là cho hắn ra nan đề. Dưới chân mặt đất đen kịch, cao một chân, thấp một chân, liền đông đóng chiếu sáng lên đều không có. Không biết bên ngoài có cái gì tập hỏa chờ hắn, điểm này còn hảo, nói vậy đồng đội sẽ cho ra nhắc nhở, càng đáng sợ chính là, không biết động bộ, Trung Quốc đội hai cái nhân vật tiến một lui, sẽ lưu lại cái gì mai phục. Một bước, hai bước, quẹo vào. sắc thép chi khu bước chân hơi chậm, thị giác bay nhanh chuyển động, trên mặt đất đảo qua mà qua. Clementer áo khải tây nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo, Trung Quốc đội vị kia ma đạo học giả, không có ném cái ma giới chi hoa ở trong động. Không thể tưởng được là không có khả năng. Vị kia Trung Quốc ma đạo liền tính não động không như vậy đại, lần trước lôi đài tái bị li li hố kia một chút, cũng đủ để nhắc nhở hắn ma giới chi hoa còn có bậc này cách dùng. Nhất hào nguy cơ giải trừ, hắn tiếp tục thao túng quyền pháp gia thật cẩn thận mà đi phía trước đi, cùng cục cùng cục, cùng cục cùng cục. Sắt thép chi khu bay lên một chân. Một tiếng nho nhỏ nổ mạnh, Tiểu người máy vỡ thành một đoàn cặn ngã vào bên cạnh nhiều tổn hại a à. này thần thương thủ còn ném cái cơ giới truy tung clementer áo khải tây miễn cưỡng kiềm chế kinh hoàng trái tim khóe mắt đảo qua dựa theo kênh đội ngũ chỉ thị khai cương cân thiết cốt ra sức lao ra một bước hai bước nhảy lên lên đài dai chuyển qua cuối cùng một cái quẹo vào sau trước mắt sáng ngời nhất thương xuyên vân quả nhiên ngơ ngác mà đứng ở huyệt động xuất khẩu vẫn không nhúc nhích cơ hội tốt sắt thép chi khu đột nhiên một bước động bích cường đại phản tác dụng lực, thậm chí ở trên vách đá khơi dậy ầm ầm một tiếng tiếng vọng. Mà quyền pháp gia đã một sửa hắn ngày thường đáng kinh lưu phong cách, đạn pháo giống nhau bắn về phía phía trước, huy quyền liền đánh. Nhất thương xuyên vân nguy hiểm. Chu trạch dai. Trà tiểu hạ bên tai, dồn dập tiếng kinh hô lại một lần vang lên. Là Phan Lâm, đoàn chiến giữa, hận không thể trường 12 đôi mắt, tám căn đầu lưỡi giải thích, rốt cuộc đem lực chú ý lại lần nữa chuyển tới nhất thương xuyên vân trên người. Thấy nhất thương xuyên vân yên lặng đứng ở nơi đó, đối ập vào trước mặt nguy hiểm nhìn như không thấy phan lâm một tiếng kinh hô dưới phi thường thuần thục mà đem ánh mắt chuyển hướng bên tay trái kia khối biểu hiện nhất thương xuyên vân thị giác giám thị bình ở nơi đó nhất thương xuyên vân trạng thái lan thượng rõ ràng mà treo một cái hỗn loạn đánh dấu tràng hạ quốc gia đội các tuyển thủ không sai biệt lắm đều so với hắn sớm hơn thấy Tiếu thời khâm nín thở dịp tu ngưng mi đệ nhị bài phía sau lý hiên đi phía trước cọ cọ gõ một chút dụ văn châu lưng ghế thuật sĩ này đủ giả hoạt a à nhất thương xuyên vân trên đỉnh đầu tăng cường huyệt động xuất khẩu vách đá đỉnh một đoàn mây đen nhẹ nhàng di động màu tím đen vân đoàn dáng ở thâm sắc trên vách đá liếc mắt một cái đảo qua đi cơ hồ nhìn không ra tới vân trong đoàn còn tí tách tí tách có giọt nước rơi xuống hiển nhiên nhất thương xuyên vân chính là bị hỗn loạn chi vũ xối đến bất hạnh trúng chiêu dụ văn châu mày nhăn đến càng khẩn một ít đồng dạng thân là thuật sĩ chiến thuật chỉ huy hắn vẫn luôn chú ý nước mỹ đội thuật sĩ hành động cho nên hắn cũng ở trước tiên chú ý tới không phải chu trạch giai đại ý, mà là nước Mỹ đội vị kia thuật sĩ lựa chọn thời cơ, thật sự quá mức xảo diệu xảo diệu. Hỗn loạn chi vũ xuất hiện thời cơ, vừa lúc là vương bất lưu hành lao ra cửa động, nhất thương xuyên vân còn chưa tới đạt trong nháy mắt kia. Thế cho nên, nhìn vương bất lưu hành thuận lợi thoát ra chu trạch giai, không hề phòng bị, một đầu vọt vào dọc mưa giữa. Càng không cần phải nói, thuật sĩ cáo người chết có thể phát ra này nhất chiêu, thuyết minh hắn lại lần nữa thoát ly trương gia nhạc tầm mắt, cũng càng không cần phải nói, hỗn loạn chi vũ là ở riêng địa điểm sinh thành, mà không phải từ nào đó phương hướng bay ra, này liền làm Trung Quốc đội lại lần nữa tìm được thuật sĩ tung tích, trở nên đặc biệt khó khăn. Mà một cái thoát ly trong giữa thuật sĩ, có thể ở đoàn chiến giữa tạo thành bao lớn phiền toái, không có người so sánh Văn Châu càng rõ ràng. Kế tiếp chiến đấu, khó đánh. Thuật sĩ đủ loại tinh diệu khống chế, Clementer, áo khải tây đang ở trong động, tự nhiên không có khả năng thấy. Cũng may hắn đã bị cho biết, thần thương thủ bị hỗn loạn, đứng ở nơi đó không thể động, hỗn loạn chi vũ treo cao, Trung Quốc đội những người khác tiến vào cũng là bạch cấp, kia còn do dự cái gì, đánh. Một tiếng hổ gầm, chấn động tầng nham. Cương cân thiết cốt đã mở ra, có thể bảo đảm quyền pháp gia ở 20 giây thời hạn nội, không bị đánh gãy, không bị phá chiêu, không bị đánh lui, không bị cứng còng, mà hiện tại, sắt thép chi khu mở ra, là quyền pháp gia 70 cấp cao thương đại chiêu, mảnh hổ loạn vũ. Tay trái trước thác, tay phải đặt tại bên hông, phi thân tiến lên thời điểm quyền giá đã dọn xong. Sắc thép chi khu một quyền chém ra phía sau mông lung mà xuất hiện một cái phản phất mảnh hổ rít gào đồ đằng hiệp đánh sâu vào chi thế nhào hướng nhất thương xuyên vân vai trái nhất thương xuyên vân làm gì phản ứng tránh mau a à. rất nhiều người xem đã gấp đến độ kêu đi lên hỗn loạn chi vũ hạ tuyển thủ hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh đều sẽ tiến vào hỗn loạn trạng thái chu trạch giai nếu là tưởng thao tác nhất thương xuyên vân né tránh một chút này kết quả đại khái suất sẽ biến thành lung tung đá đạp lung tung nhưng là mảnh hổ loạn vũ ở phía trước chẳng sợ không hề phong độ mà đầy đất loạn lăng, cũng tốt hơn vẫn không nhúc nhích. Chính là, nhất thương xuyên vân chính là như vậy yên lặng đứng ở tại chỗ, từ sợi tóc đến đầu ngón tay, nhìn không thấy nửa điểm nhúc nhích địa phương. Mà thương vương sau lưng, réo rắc trồng ngâm, bỗng nhiên vang lên. trồng ngâm đối hổ gầm. Màu đen ma long rít gào tới, xẹt qua nhất thương xuyên vân bên cạnh người, oanh vang lớn, cùng mảnh hổ loạn vũ ầm ầm chạm vào nhau. Phục long cường thiên. Nhất diệp chi thu, giết đến. Chương 459 nhất thương xuyên vân lâm vào hỗn loạn trạng thái chu trạch giai thủ hạ thao tác một đốn không chút do dự giành giật từng giây mà ở kênh đội ngũ phát ra cảnh báo nhất thương xuyên vân ta bị hỗn loạn trương tân kiệt hồi phục lập tức liền đến tôn tường chuyển hướng hồi viện hoàng thiếu thiên nỗ lực giữ chặt đối phương đạo tặc vương kiệt khi kiềm chế ma đạo giống nhau giống nhau an bài đến gọn gàng ngăn nắp trương tân kiệt thậm chí đằng ra tay tới dặn dò tôn tường một câu dùng viễn trình công kích không cần tới gần trên đỉnh đầu có cái hỗn loạn chi vũ treo đâu, này muốn lại tài đi vào một cái, hắn nhưng không có kỹ năng tới vớt. Như vậy nguyên nhân tự nhiên không cần lại cùng Tôn Tường cẩn thận giải thích. Mấy năm rèn luyện xuống dưới, Tôn Tường chiến thuật trình độ đã có rất lớn tiến bộ. Nếu không phải trận chung kết sự tình quan trọng đại, ngay cả dùng viễn trình công kích loại sự tình này, Trương Tân Kiệt đều sẽ không thêm vào dặn dò Tôn Tường. Chẳng lẽ Vương Kiệt khi bọn họ yêu cầu thêm vào dặn dò? Phục Long Tường Thiên rít Gào mà ra. Chiến đấu pháp sư 70 cấp đại chiêu, cùng quyền pháp gia 70 cấp đại chiêu, ầm ầm va chạm. Một cái là nhị đoạn thức công kích, trước cắn, đẩy xa, lại ma pháp đấu khí nổ tung, một cái khác là một quyền hợp với một quyền, đơn độc một quyền lực công kích tương đối nhược chút, trọn bộ quyền pháp đánh xong, mới có thể cùng phục long cường thiên không phân cao thấp. Cho nên, nước Mỹ đội quyền pháp gia, sẽ như thế nào lựa chọn? Hàng văn thanh trong mắt thả ra nóng cháy quang mang. Chẳng sợ thời gian đã muốn chạy tới mùa giải thứ 10, bá đồ đội trưởng lựa chọn vẫn cứ sẽ không thay đổi, huy quyền xông lên, cùng Phục Long tường thiên ngạnh dỗi. Một quyền lại một quyền, nỗ lực đem cái này chiến đấu pháp sư đại chiêu đẩy trở về, đồng thời tìm cơ hội đem thần thương thủ cuốn vào công kích. Phương Duệ mãn nhãn đều là hứng thú. Ngạnh dỗi là không có khả năng ngạnh dỗi, đời này đều là không có khả năng ngạnh dỗi. Nếu là hắn, dưới chân liền hơi chút vòng một vòng, lấy nhất thương xuyên vân đương công sự che chắn, có bản lĩnh ngươi quay đầu tới cắn ta a, à, cắn ta, cũng chỉ có thể đi phía trước đẩy, không thể sau này. Mà Diệp Tu. Diệp Tu khẽ mỉm cười, nhìn sắc thép chi khu huy quyền thượng hướng ngạnh hám long đầu biên vần quanh ma pháp đấu khí sau đó một đạo kiết tịnh quang mang chiếu khắp thạch động nhất thương xuyên vân áo gió màu xám thượng điểm điểm màu tím đen giọt mưa nháy mắt bị tẩy đến không còn một mảnh trương tân kiệt là trương tân kiệt ra tay tạp ở mảnh hổ loạn vũ cùng phục long tường thiên chạm vào nhau hai bên đều tiến thối không được trong nháy mắt kia một cái tinh lọc tẩy đi nhất thương xuyên vân trên người hỗn loạn trạng thái giải phóng chu trạch gia sức chiến đấu nhất thương xuyên vân nhảy lên ở quyền pháp gia Clementer áo khải tây kiếp sợ trong ánh mắt, nhảy ra thạch động, xoay người, hướng vào phía trong, một loạt động tác, nước chảy mây trôi, không hề trắc trở. Trước làm nhất dịp chi thu ra tay, lại giải phóng nhất thương xuyên vân. Hai người đối đua nháy mắt, làm thần thương thủ chạy theo đạn không được hỗn loạn trạng thái, nháy mắt biến thành đỉnh cấp chiến lực. Đây là Trung Quốc đội mục sư, Trung Quốc đội giờ phút này ở trên chiến trường, duy nhất chiến thuật đại sư an bài sao. Clementer áo khải tây âm thầm nghiêm nghị. Vị này thế yêu tái nhiều lần đoàn chiến, chưa từng có ra tay chỉ huy quá chiến thuật đại sư, xem ra, cũng không thể so hắn các đồng đội dễ đối phó A. Hắn tức thì nhắc tới 12 vạn phần lực chú ý, sau đó. Ca lạp. Một tiếng kéo động thương xuyên thanh thúy tiếng vang. Cực nhẹ, cực không dẫn người chú ý, ở nắm tay cùng ma pháp khí kình oanh oanh liệt liệt đối đua giữa, không cố tình dựng lên lỗ tai cơ hồ không có khả năng nghe thấy. Nhưng mà, nước Mỹ đội quyền pháp gia, đã toàn thân rùng mình, nháy mắt sợ hãi. Song trọng khống chế, là thần thương thủ song trọng khống chế, đánh nát sao trời xa xa đường vòng, Trung Quốc đội vị kia đạn dược chuyên gia, tự động súng lục cùng lựu đạn thanh âm vang đến xa hơn, hiện tại này một tiếng, chỉ có thể là Trung Quốc đội thần thương thủ, gần ngay trước mắt nhất thương xuyên vân, phát động song trọng khống chế. Mà đối phương yêu cầu trọng trí làm lạnh, lập tức phát ra kỹ năng, chỉ có, chỉ có. Không hề nghi ngờ. Chỉ có vừa mới bóp cò quá một lần, đã đem sắt thép chi khu bạo quá một lần đầu, ba rét ngắm bắn. Sắt thép chi khu vội vàng thối lui. Thu liễm quyền thế, theo Phục Long tường thiên đánh sâu vào phương hướng sau này một ngưỡng, lộc cộc mà liền lăn vào hang động quẹo vào chỗ, biến mất không thấy. Ai? Chu Trạch giai tiếc núi mà thở dài. Vừa mới này cơ hội là thật tốt a, à, phàm là sắc thép chi khu không có nhận thấy được, hoặc là phản ứng tốc độ hơi chút chậm một chút, hắn liền có thể tới một phát bạo đầu. Bất đắc dĩ, hắn trước hết cần làm nhất Thương Xuyên Vân nhảy ra hang động, đi vào khu vực an toàn. Thạch Bất chuyển tinh lọc không phải vô hạn, trên đỉnh đầu hỗn loạn chi vũ ở rầm rầm hạ nhất thương xuyên vân tổng không thể vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Chu trạch dai ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Nhất thương xuyên vân xoay người, giơ súng, về phía trước chạy ra. Sáu đối bốn, nước Mỹ đội hai cái nhân vật còn không có vào bàn, cái này ngắn mũi khe hở, hắn cần thiết cùng các đồng đội cùng nhau, đánh ra cũng đủ đại ưu thế tới. Ở sắt thép chi khu nhị độ lao ra phía trước, ở nước Mỹ đội cái kia thần thương thủ, từ trời mới biết cái nào lỗ thủng, thả ra bắn lén phía trước. Như vậy, đánh ai? Chu trạch dai quét mắt kênh đội ngũ, Trương Tân Kiệt cũng không có làm ra chỉ thị, Chu Trạch Giai liền thao túng nhất thương xuyên vân vọt tới trước. Một bên chạy, một bên một bên từ hữu đến quẹo trái động thị giác, đem phía trước chiến cuộc thu hết đáy mắt. Tối cao chỗ, vương bất lưu hành khống chế cây chổi, lại một lần cùng hỏa nỏ tiễn truyền đấu ở bên nhau. Hai cái ma đạo học giả xoay quanh, quay cùng, cho nhau ném mạnh các loại kỹ năng, thường thường liền có tinh tinh điểm điểm hỏa hoa, hoa hoặc là dọc mưa rơi xuống xuống dưới, nện ở phía dưới mọi người trên đầu. Đi xuống một chút, bên tay phải, bách hoa liễu loạn đang ở từ một cái măng đá cao cao nhảy hướng một cái khác măng đá mỗi lần nhảy lên đến đỉnh điểm nhất định ra sức hướng về phía trước ném ra lựu đạn có đôi khi có thể ở hỏa nỏ tiễn bên người nổ tung có đôi khi vận khí không hảo liền họa một cái đường parabol rất đến phía dưới không hiểu được ai trên đầu càng có thời điểm tạc đoạn cá biệt thạch nhũ ầm 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 mà đi xuống tạp bậc này đến từ phía trên quái nhiễu làm trên mặt đất mọi người thập phần vất vả đặc biệt là dạ vũ thanh phiền cùng bóng ma nhảy lên trên đỉnh đầu trong chốc lát một phen xua tan phấn trong chốc lát một đoàn toan vũ càng băng trong chốc lát lại là một cục đá lớn gì hoàng thiếu thiên bóng ma tâm lý đặc biệt nghiêm trọng hắn là thật sự không nghĩ lại bị tạt. vì thế hai người một bên đánh một bên còn muốn mắt xem lục lộ tai nghe bác phương thường thường sườn một chút thân rất nhiều lần rõ ràng tỏa định ưu thế bị ngoại lai nhân tố vừa quấy nhiễu đến cái kia tặc cái kia kiếm khách chạy ngay cả chiến đoàn bên cạnh hai vị trị liệu cũng né tránh thật sự là tức muốn học máu chu trạch giai liếc mắt một cái đảo qua cái thứ nhất liền bài trừ nước mỹ đội cái kia trị liệu đừng nhìn cái kia thủ hộ sứ giả chống triều chiến trốn tránh bách hoa liễu loạn công kích ở măng đá giữa vừa lăn vừa bò rất có chút chật vật bộ dáng trọng giác phòng ngự chính là tặc cao thủ hộ sứ giả bảo mệnh kỹ năng lại nhiều thật đúng là không phải nhất thời nửa khắc có thể bắt lấy chiến đấu tặc bóng ma nhảy lên có dạ vũ thanh phiền ở đối phó đạo tặc trơn trượt xạ kích cốc độ lại không tốt một thoi đạn đảo qua đi phỏng chừng có thể có nửa thoi lãng phí ở măng đá thường nhưng thật ra ma đạo học giả, cao cao phi lên đỉnh đầu thượng, là cái không tồi bia ngắm. Hoang hỏa toái xương, hai thanh súng ngắn ổ xoay đồng thời hướng về phía trước nâng lên. Hai điều sắc bén đạn liên hướng về phía trước bay vụt, đánh đến hỏa nỏ tiễn ở không trung trung lên. Vương bất lưu hành thừa cơ đảo qua đem triều hạ, liền thấy hỏa nỏ tiễn giống như diều đứt dây dường như, từ khung trên đỉnh đảo tài xuống dưới. Chương 460 Nước Mỹ ma đạo rơi xuống. Cơ hội Trung Quốc đội mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Bách hoa liễu loạn nháy mắt chuyển hỏa vương bất lưu hành xuống phía dưới lao xuống dạ vũ thanh phiền kiếm thế triển khai liền phải đem rơi xuống ma đạo học giả đồng thời cuốn vào kiếm quang mà nhất thương xuyên vân sau lưng tiến bước chân dùng dập nhất diệp chi thu đã phong giống nhau mà lướt qua hắn xông thẳng về phía trước bắt lấy thời cơ chạy nhanh tập hỏa một đợt gia hỏa này so thuật sĩ hảo đánh nhiều đúng rồi thuật sĩ thuật sĩ ở nơi nào trong nháy mắt tím đen sắc cột sáng vô thanh vô tức đột ngột từ mặt đất mọc lên lục đạo cột sáng tiếp đất mấy ngày liền đem nhất thương xuyên vân khóa vừa vặn lục tinh quang lao cục sáng đứng lên trong nháy mắt trong sân mọi người mới phản ứng lại đây lục tinh quang lao thuật sĩ đại chiêu vinh quang đệ nhất cấm túc kỹ năng nhất giai khi hiệu quả 4 giây nhưng là hiện trường tuyển thủ cùng người xem ai cũng không dám như vậy lạc quan tất cả đều chiếu trên cùng đi phỏng chừng 75 cấp khi cái này kỹ năng điểm đến bản giai liên tục hiệu quả dài đến 9 giây nếu trang bị thượng còn có thêm vào thêm thành, tỉ như tác khắc tác nhĩ kia đem diệt thần nguyền rủa liên tục thời gian, thậm chí có thể dài đến không giây. Cho nên đây là thuộc sĩ sân nhà ưu thế. Phòng phát sóng, Phan Lâm cùng Lý Nghệ bác cùng nhau thở dài. Phan Lâm đau kịch liệt đến đặc biệt thiệt tình thực lòng, cái kia cáo người chết thật sự quá vô lại. Xuyên một thân ám sắc áo choàng, vốn dĩ hoàn cảnh này liền rất khó nhìn thấy, hắn còn chuyên môn hướng trong động, hướng mang đá sau lưng miêu. Còn không giống tác khắc tác nhĩ như vậy là tóc bạc. Lý Nghệ bác miết mặt gì đó chúng ta cũng không nhắc lại được không? Huống chi tát khắc tác nhĩ lại không phải dụ văn châu thẩm mỹ. Bất quá nói, vị sâm cái kia hồ ra đại thúc, cư nhiên sẽ cho tác khắc tác nhĩ lộng một đầu thật dài tóc bạc, chuyện này nhớ tới càng thêm kinh tủng được chứ. Hắn ho khan một tiếng, miễn cưỡng đem đề tài kéo về quỹ đạo. Đến bây giờ mới thôi, nước Mỹ đội thuật sĩ mấy cái mấu chốt kỹ năng lựa chọn, đều phi thường cẩn thận. Hỗn loạn chi vũ cũng hảo, lục tinh quan lao cũng hảo, đều không phải phóng ra tính kỹ năng, mà là tại chỗ đột nhiên xuất hiện. Cứ như vậy, phối hợp quần áo cùng hoàn cảnh yểm hộ hiệu quả, chúng ta đến bây giờ đều không có tìm ra hắn giấu ở địa phương nào. Hơn nữa chúng ta còn phải chú ý, lục tinh quang lao cùng hỗn loạn chi vũ, nhan sắc đều thiên hướng tím đen, ở tối tâm hang động đá vôi phi thường không dễ dàng bị phát hiện. Nếu đổi thành tương đối sáng người hoàn cảnh, lấy chu trạch giai thực lực, hẳn là không đến mức liên tục trúng chiêu. Lý nghệ bác phi thường khẳng định mà hạ kết luận. Nói xong tự đáy lòng thở dài, cho nên nói, sân nhà bản đồ ưu thế, thật sự là quá lớn. Nhưng mà nước Mỹ đội thế công tuyệt không ngăn với như thế. Thuật sĩ Joseph Joyce là nước Mỹ đội trận thi đấu này chiến thuật chỉ huy, hắn nếu phát ra này một đại chiêu, liền tuyệt đối không thể, không có bất luận cái gì kế tiếp. Tiếng gió động tĩnh, vừa mới lùi lại trở về quyền pháp gia sắt thép chi khu, từ huyệt động nhảy mà ra. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Nước Mỹ đội quyền pháp gia, thần thương thủ, đồng thời trình diện. Lục tinh quang lao, đối bị đóng cửa nhân vật bản thân không có bất luận cái gì thương tổn. Nhưng này cũng không ý nghĩa liền không có biện pháp đánh, viễn trình chức nghiệp có thể từ ngoại giới rút xuống công kích, mà quyền pháp gia, vì đánh ra càng dày đặc thương tổn, nghĩa vô phản cố mà nhằm phía lục tinh quan lao. Nhất thương xuyên vân. Công tường. Chu trạch giai đánh vào kênh đội ngũ, là nhắc nhở, là cảnh cáo. Mà công tường cũng không có đánh vào kênh đội ngũ, gần quanh quẩn ở chính mình trong lòng, lại là ảo não, là hối hận. Hướng đến quá nóng nảy rõ ràng biết quyền pháp gia còn ở phía sau, hắn liền không nên tham công, hẳn là lưu tại nhất thương xuyên vân bên người bảo hộ một chút. Mà hiện tại, hắn liền tính tưởng hướng lục tinh quang trong nhà lao hướng, cũng không còn kịp rồi. Lục tinh quang lao bao phủ phạm vi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn nói đại, hắn tốt xấu còn có thể dung hai ba cái cận chiến nhân vật ở bên trong xê dịch, huy cánh tay đá chân đánh thành một đoàn, muốn nói tiểu, tham kiến quân mặt tiếu kia đem thiên cơ tán, ở lục tinh quang trong nhà lao mặt, liền không có biện pháp hoàn toàn căng ra tự nhiên tôn tường trong tay nhất diệp chi thu cùng hắn cố tình dài hơn quá khước tà ở lục tinh quang trong nhà lao một giây cũng sẽ tạp trụ cùng quyền pháp gia gần người tác chiến viện hộ nhất thương xuyên vân đã không có khả năng quay đầu đi đánh nước mỹ thần thương thủ tôn tường làm nhất diệp chi thu xoay tròn thị giác chỉ hướng sau lưng nhìn thoáng qua liền ngay tại chỗ đánh mất cái này ý niệm đánh nát sao trời bạch y phiêu phiêu cẩn thận mà đứng ở hang động khẩu trong vòng một bước khi đoàn tà ác hỗn loạn chi vũ đang ở hắn phía trước tích tác tích tác vị trí này quá hố. Đem hỗn loạn chi vũ trở thành cái trắng, đây là một loại kiểu gì trái tim lựa chọn A. Tôn Tường cắn răng. Hắn quay lại thị giác, tiếp tục xuống phía dưới đánh sâu vào, mà cùng thời khắc đó, Trương Tân kịp mệnh lệnh, cũng kiên quyết nhảy lên ở công cộng kênh. Thạch bất chuyển, Trương tìm thuộc sĩ. Thạch bất chuyển, Vương đánh thần thương. Thạch bất chuyển, Tôn Hoàng tập hỏa ma đạo. Trong nháy mắt, đủ loại kiểu dáng kỹ năng quan hoa, ở đại sảnh khung đỉnh phía dưới toàn diện bùng nổ mở ra thiểm quan đạn chiếu khắp động bích. Đỏ tươi, lam nhạt, các loại nhan sắc viên đạn, quét ra một đạo sáng lạng quần sáng. Khẩn cấp thời khắc trương gia nhạc lại không lưu thủ, vừa ra tay chính là chiếu sáng năng lực mạnh nhất kỹ năng. Ánh mắt đảo qua, nhìn đến một chút lờ mờ động tĩnh, tiếp theo chính là nhất xuyến xuyến ma pháp viên đạn, hướng tới thuật sĩ khả năng che giấu vị trí tảng lớn tảng lớn quét ra. Băng đạn, bạo viêm đạn, đi theo chính là nhiên thiêu đạn ra tay, chẳng sợ lãng phí kỹ năng cùng pháp lực giá trị, cũng muốn bước ra thuật sĩ ẩn thân chỗ, đến vô dụng, cũng đến tạp đến hắn vô pháp ngâm sướng. Vương bất lưu hành tốc độ cao nhất lao xuống. Diệt tuyệt tinh trần thê lương mà tiếng rít ở trong không khí kéo ra thật dài đuôi diễm, nhìn qua, phản phất khung trên đỉnh đông đóng tưới xuống điểm điểm tinh quang, bị vương bất lưu hành cuốn tới rồi mặt đất. Viễn trình cận chiến đều có thể ma đạo học giả, khống chế diệt tuyệt tinh trần xông thẳng xuống dưới. Vừa đến cửa động, liền một tay rải khai cây chổi, duỗi tay một lóng tay. Một đạo điện quang từ đầu ngón tay nhảy ra, trực tiếp trừ vào động nội. Ti chớp xiên xích cái này kỹ năng có thể đánh ra thương tổn, lại có thể đạt thành khống chế, tại đây loại không thể gần người, đối phương lại thân ở hẹp hòi mảnh đất trường hợp, đúng là công kích không có con đường thứ hai. Có thể ở nhanh chóng lao xuống giữa, chuẩn xác mà lựa chọn công kích mục tiêu, Vương Kiệt khi bản lĩnh tuyệt đối không thể kinh thường, đương nhiên, này đối ảo thuật gia mà nói, cũng chính là kiến thức cơ bản thôi. Đừng nói đồng đội cùng trước các đồng đội không thấy động dung, giải thích đều lười đến khen một câu. Vương Kiệt Hy ai, làm được loại trình độ này, không phải hẳn là sao? duy nhất làm ra phản ứng chỉ có đánh nát sao trời. Stanley, mít lôi một bên oán niệm, một bên thao túng chính mình thần thương thủ bang bang nổ súng, về phía sau mau lui. Ti chấp phiền xích cái này kỹ năng quá chán ghét, cứng còng, giam cầm, trói buộc hiệu quả cùng nhau thượng, hắn cùng ma đạo học giả lấy thương đổi thương, căn bản là không có lời. Trốn. Nghi người né tránh căn bản không có khả năng. Đừng nói này huyệt động hẹp hòi, không nhiều ít địa phương có thể xê dịch, liền tính là cũng đủ rộng lớn, vương kiệt khi công kích trước mặt, lại có ai dám dùng một cái nghi người, liền cảm thấy có thể né tránh qua đi. Thần thương thủ vội vàng thối lui. Lại lui. Một bên nổ súng, một bên phi thương lùi lại, đến nỗi xong thương hỏng súng, đã hoàn toàn không kịp nhắm ngay Vương Bất Lưu hành. Một mực thối lui qua quẹo vào chỗ, mới thấy tia chớp xiên xích đánh vào trên vách động, tỏa khắp ra một mảnh lam bạch sắc điện hỏa hoa, dần dần tiêu tán.